iPhone 12 Pro Max và Galaxy Note 20 Ultra, hai chiếc điện thoại tốt nhất và được đánh giá cao nhất của năm nay. Và sau gần 10 năm cạnh tranh thì mới đây, dòng Galaxy Note quyết định từ bỏ cuộc chơi. Bây giờ thì mình chưa biết lý do chính xác vì sao mà Samsung lại quyết định từ bỏ dòng Note. À, nhưng mà thôi, nhân một cái sự kiện quan trọng như này thì mình sẽ so sánh em Galaxy Note cuối cùng để xem rằng nó có ăn được so với chiếc iPhone 12 Pro Max hay không nhá. Không biết là nó xịn hơn hay là do nó kém quá thế nên thì Samsung đã quyết định từ bỏ nó để có thể tạo ra một dòng sản phẩm tốt hơn nhỉ. Ok, về giá thì giá của hai chiếc máy này ở thời điểm hiện nay rất là chênh nhau. Note 20 Ultra thì đã giảm khá là sâu rồi. Còn iPhone 12 Pro Max thì trên 30 triệu đồng tại cửa hàng shop đăng. Thôi thì hôm nay chúng ta học làm giàu nhá, không quan tâm đến giá làm gì cả. À, các bạn cứ cứ coi như là mình so sánh hai chiếc điện thoại đẳng cấp nhất của hai hãng điện thoại lớn nhất trên thế giới hiện nay, Samsung và Apple nhá. Thiết kế là thứ mà chúng ta sẽ phải bàn đến đầu tiên. Đối với một sản phẩm cao cấp ấy thì nhiều khi người ta mua chỉ vì thiết kế mà thôi mà. Và đối với những sản phẩm có mức giá lên đến là trên 20 triệu, 30 triệu như này thì người ta mua không đơn thuần là bởi vì thiết kế nó đẹp mà bởi vì cái thiết kế của những chiếc máy đó nó phải tạo cho người ta một cái cảm xúc nào đó nữa. Đó, nó phải đầy đủ hai yếu tố, đẹp và cảm xúc. Về cái đẹp, về tính thẩm mỹ thì mình có thiện cảm so với cả chiếc Note 20 Ultra hơn. Đặt hai sản phẩm này cạnh nhau thì Note 20 Ultra nó sexy hơn hẳn. Note 20 Ultra nó cũng ăn điểm ở cảm giác cầm nắm của máy nữa. Nó đã hẹp hơn rồi nhá. Nó lại còn bo bo cong ở cạnh nữa thế nên thì cầm nó ôm tay hơn rất là nhiều. Nó rất là vừa và các bạn có thể không cần dùng ốp thì các bạn vẫn cảm thấy rất là ok thôi. Còn iPhone 12 Pro Max thì chắc chắn 100%, kể cả anh em có thích dùng ốp hay là anh em không thích dùng ốp thì anh em vẫn phải dùng bởi vì nó quá nặng và dễ rơi. Tuy nhiên xăm soi chi tiết hơn vào chất lượng hoàn thiện, chất lượng gia công thì iPhone lại luôn nhỉnh hơn. Mình chỉ lấy một cái ví dụ đơn giản là cái viền camera thôi. Ở trên nó hay Moncha thì nó cứ bị bóng bóng và nó không có được những sự mềm mại nhất định. Còn iPhone đơn giản là nó vuốt nhẹ một phát từ mặt lưng lên. Sao? Nhìn nó đơn giản và sắc sảo. Nhìn chung thì về cái mức độ liền mạch trong thiết kế ấy, thì mình thấy rằng iPhone nó luôn nhỉnh hơn chút xíu chút xíu vào khoảng là 3 4 đời nay rồi. Ý tưởng thiết kế thì nó hay Moncha nó win rõ ràng rồi, nhìn nó đẹp hơn rất là nhiều rồi. Nhưng mà khi thực hiện ra bên ngoài Tức là ở khả năng gia công ấy thì iPhone nó lại nhỉnh hơn Còn về yếu tố tiếp theo, cảm xúc mang đến cho người dùng thì nó còn tùy thuộc định vị của mỗi hãng nữa iPhone thì từ xưa đến nay luôn định vị là dành cho những doanh nhân trẻ còn Galaxy Note 20 Ultra thì nó sẽ dành nhiều cảm xúc hơn cho những doanh nhân thành đạt Thiết kế của mỗi sản phẩm thì nó cũng phần nào nói lên được cái điều đó rồi nhưng mà có vẻ như là cái cảm xúc mà iPhone mang đến cho người dùng là nó luôn nhiều hơn nhỉ Mặc dù đắt hơn và phũ hơn Chả tặng kèm sạc và tai nghe gì cả Nhưng mà người ta vẫn đi xếp hàng ầm ầm Nó vẫn luôn có một cái gì đó nó hút hơn à, Về màn hình thì à, Note 20 Ultra nó cũng ăn điểm Vì màn hình của iPhone thì nó dày hơn nhưng mà do em iPhone 12 Pro Max này nó to quá Thế nên thì thực tế ra mà nói thì nó cũng không dày mấy đâu chỉ là nếu đặt cạnh so với cả nốt 2 Moncha thì cái kiểu tai thỏ từ năm 2017 này trông nó hơi lạc hậu một chút chút còn nếu mà để thua hẳn ấy, thì đó chính là tần số quét của màn hình 60 Hz thì làm sao mà ăn được so với cả 120 Hz trên nốt 20 Ultra đúng không? Riêng màn hình 120 Hz trên nốt 20 Ultra Thì anh em không đơn thuần là vuốt mượt mà hơn hay là đọc báo mượt hơn đâu mà là viết vẽ bằng cái nút S Pen ấy thì nó cũng thật hơn rất là nhiều, nó độ trễ thấp hơn. Hôm trước thì mình cũng có làm video so sánh iPad à, giữa 60Hz và 120Hz thì mình cũng nói rõ được cái điều này rồi. Màn hình 120Hz thì nó sẽ giúp cho cái việc viết vẽ độ trễ nó thấp hơn và cái cảm giác nó viết thật hơn hẳn. Và đó chính là những cái cộng thêm mà chỉ có Samsung Galaxy Note mới có. À đúng rồi, ngoài ra thì cái phần kính của iPhone 12 năm nay nó cũng rất là dễ bị xước răm nữa chứ. À, cả chiếc iPhone 12 và iPhone 12 Pro Max Thì uh, mình đều dùng mình cảm thấy rằng Nó đầy vết xước Cho dù mình dùng rất cẩn thận rồi Trong khi đó thì lớp kính Gorilla Victus của 20 Ultra này Mình dùng trá giữ gìn gì cả suốt 3 tháng nay rồi Quăng quật đủ có thể loại trá dùng ốp cái gì cả Mà nó cũng chỉ có một hai vết xước răm nhẹ thôi đó, một cái trải nghiệm mà mình để ý mấy tháng nay rồi Thế nên thì anh em dùng thì anh em cứ Cho nó cái ốp iPhone 12 Pro Max và dán thêm cái kính nữa Đi kèm với màn hình thì Samsung cũng nhỉnh hơn iPhone 12 Pro Max ở loa ngoài Mình tin nhiều người luôn nghĩ là loa của iPhone luôn tốt hơn à, Bởi vì đúng ra thì iPhone làm loa tốt hơn từ cái thời iPhone 4 rồi Và lên đến iPhone 6 thì nó tốt hơn hẳn Đến bây giờ thì vẫn còn rất là nhiều người dùng iPhone 6 lắm Và so với cả Galaxy A51 thì A51 của Samsung làm sao mà đọ được đúng không? Thế nên thì rất là nhiều người có một cái quan niệm rằng loa của iPhone tốt hơn hẳn so với cả Samsung nhưng mà ở trên cái dòng flagship cụ thể đây đó chính là chiếc Samsung Galaxy Note 20 Ultra này nó được trang bị công nghệ Dolby Atmos cho chất âm thanh có độ chi tiết cao hơn hẳn nó ấm hơn nó nhiều bass hơn nghe gọi là chiều 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 hơn hẳn còn loa của iPhone 12 Pro Max thì nó lại có nhiều giải cao hơn thế nên thì nghe nó hơi bị chói khi mà so sánh hai chiếc máy này với nhau hiệu năng của hai chiếc máy này cũng là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm Chắc chắn khi sử dụng thông thường thì sự khác biệt gần như là không có Có chăng là nó cũng chỉ đơn giản đến từ những cái yếu tố như là animation của iOS thì lúc nào nó cũng mượt hơn Hay là màn hình 120Hz thì nó cuộn trang thì nó cũng sẽ mượt mắt hơn mà thôi Còn khi mà chơi game thì cả hai chiếc máy này nó sẽ đều không dành để mà có thể chai hack gaming đâu à, Galaxy Note 20 Ultra thì anh em cũng biết rồi đấy, Galaxy Note thì chưa bao giờ được đánh giá cao cả Còn iPhone 12 Pro Max thì năm nay nó có hiện tượng là anh em sẽ chơi game lâu thì máy sẽ bị nóng gian lên và khi mà iPhone nóng gian lên nói chung ấy Thì chắc là nhiều anh em xài iPhone chơi game thì cũng đã biết rồi đúng không Hiệu năng cho đến FPS trong game nó sẽ sụt giảm đi một cách đáng kể Thậm chí mình thấy rằng nhiều bạn có report lại là iPhone nó còn tự làm tối màn hình Để mà có thể giảm nhiệt độ được cơ Ok, tiếp theo thì mình muốn nói đến camera à, Càng ngày những cái chiếc flagship, cái chất lượng chụp ảnh của nó thì nó đều ngang nhau iPhone thì được quảng cáo là có cái cảm biến lớn nhất trong các thể loại iPhone rồi đấy. iPhone 12 Pro Max có cảm biến lớn nhất nhưng mà thực tế ra mà nói thì nó vẫn thua, nó vẫn bé hơn so với cả Note 20 Ultra. Nhưng mà bù lại thì iPhone nó lại có thuật toán xịn sò hơn. Vậy nên thì tất cả bù lại cho nhau chất lượng ảnh cho ra thì nó cũng Nó như nào nhỉ? Có thể nói là nó lệch trong một vài trường hợp đấy. Nhưng mà về tổng thể thì độ đẹp là ngang nhau. Chỉ có một trường hợp mà mình không thích ở Note 20 Ultra hay là chính xác là thuật toán của Samsung. Đó là Samsung luôn kiểu đẩy sáng lên chút chút trong những cái trường hợp tối. Thế nên kết quả là ảnh cho ra đúng là cái chi tiết của nó tốt hơn thật nhưng mà nó lại bị flat và nó không có chiều sâu như là iPhone. Về pin thì cái này mình đã không biết là phải đánh giá như nào. Galaxy Note 20 Ultra có màn hình 120Hz, nếu như anh em để màn hình 120Hz mà sử dụng ấy thì cái thời lượng pin chắc chắn là nó sẽ kém hơn so với cả iPhone 12 Pro Max rồi. Nhưng mà nếu như anh em down xuống chỉ còn 60Hz thôi thì nó sẽ nhỉnh hơn một chút. Vậy nên thì anh em cứ cân đối mà tự đánh giá nhá. Ok, và đó chính là những so sánh của mình về hai chiếc máy này. Quả thực là cả hai chiếc máy này đều rất là tốt và nó đều có những cái điểm mạnh rất là riêng. Chọn chiếc máy nào thì theo mình là nó chỉ thuộc về yếu tố sở thích mà thôi. Đây nhá. Nếu như anh em thích Spain, thích xem phim, à, giải trí và dùng nhiều những cái ứng dụng Windows thì Galaxy Note 20 Ultra nó sẽ phù hợp hơn. Còn nếu mà anh em đã là iPhone rồi ấy thì uh, mua luôn iPhone 12 Pro Max này luôn đi cho nó lành <laughs> Miễn là anh em có trên 30 triệu đồng là được Ok, hi vọng rằng anh em sẽ cảm thấy yêu thích video này iPhone 12 Pro Max và Note 20 Ultra Anh em chọn chiếc máy nào? Hãy cùng comment phía dưới nhá Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại